Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình là Thành EZ đây và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Monster Legend nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì mình sẽ là tiếp tục vào đây xem có anh em nó online không. Ai đổi sell cái con Dagelum đang chung với mình không? Viết sai rồi. Viết sai rồi. Viết nhanh quá. Vấn đề là cái này nó hơi bị lỗi một chút. Khi mà ta đánh chữ ấy thì nó sẽ không hiện lên tên này luôn. Bây giờ mới được này. Nào, và chúng ta sẽ tiếp tục đi thực hiện cái nhiệm vụ ở đây. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta sẽ cần là cho thú ăn. Chúng ta sẽ cần phải breeding thêm một Manta nữa này. Mãi mà chưa được ta. Lâu thế. Hình như kia đang full rồi đúng không? Chúng ta sẽ mình ấn nhầm vào trong cái phần batter rồi. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái batter đã. Mình sẽ cần là phải làm xong cái nhiệm vụ xong tính sau. Mình bị thua một trận kìa. Ok, mình muốn kéo rộng ra một chút này. Và mình sẽ hai em đổi sell không. Chúng ta sẽ xuống phía dưới này và sẽ bán bớt một con panda ken ở đây đi. Bán một con đi luôn. Nó hơi lag một chút anh em, đợi một tí một chíu. Và chúng ta sẽ cho cái con panda ken của mình xuống phía dưới này. Hôm qua thì mình đã có up thêm một con mới và còn khá là lâu nữa thì nó mới nở ra được. Chúng ta sẽ tiếp tục là cho con panda ken đã sinh sản vào trong cái này. Và được thêm một cái trái tim nữa. Thế thôi. Đang cần con đó. Mình đang cần cái con Pridagelum. Mình còn thiếu khoảng 27 cục nữa là mình sẽ đủ được cái con này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho thú ăn lấy vàng đi. Chúng ta sẽ lấy tất cả vàng có thể đi. Cho thú ăn một số cái nhiệm vụ. Chúng ta sẽ đi lấy thức ăn đã, tính sau. Hiện tại ở kia thì nó đang có một số cái con monster của tuần. À, mình có thêm một túi vàng nữa kìa. Nhiệm vụ này nó cho mình khá nhiều thời gian và hoàn toàn có thể lấy được cả con kiến và con sên nếu mà chúng ta chăm chỉ làm nhiệm vụ. Chăm chỉ vào lấy vàng. Cứ bây giờ vàng đầy cái là mình sẽ vào lấy luôn. Cho thú ăn cũng thế. Liên tục là sinh sản ra những con mới. Bán con này đi này. Rồi, được thêm quả trứng nữa. Đó, tốt, được 4 cái rồi. Quá hay. Tuyệt vời, chúng ta sẽ repeat lại tiếp theo nào. Để xem, hay mình cần xem con khác không. Xem nào, mình có sell Quixote cũng được. Có sell của Quixote không em? Nếu mà không đổi được sell con này thì mình sẽ chuyển ngay sang sell của một con khác cũng được. Ở đây có xem quảng cáo gì không nhỉ? Ở phía dưới này thì chỉ có Happy Hour xem quảng cáo ra game thôi, cũng không có gì nhiều. Và mình sẽ để sau đi. Chúng ta sẽ bán thêm một con ở đây đi này. Và tiếp tục có sinh sản nữa. Nếu may mắn thì chúng ta sẽ được thêm một cái trái tim nữa và một quả trứng. Sau khi mình đã lấy được toàn bộ vàng ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục là trồng thêm thức ăn. Đó, chúng ta trồng cái loại 500.000 và nó tăng lên rất rất nhanh luôn. Hiện tại là 800.000 thức ăn rồi. Quá nhanh. Tiếp tục này. Và mình sẽ cho cái con của mình ăn lên cấp. Xong rồi đấy. Chúng ta sẽ tranh thủ cho mấy con này nó ăn thôi nhờ. Con phía dưới ở đây, Panaken này, cho lên gần cấp 7 thôi để mình không phải học cái skill của nó. 6 này. Đó. Ôi chết tôi rồi. Và học thêm một cái skill mới. Ở đây. Rồi, chúng ta có sell không ta? Không. Không có sell gì ta. Rồi, chúng ta hơn 800.000 đúng không? Bán cái con level 7 đi ra này. Cho thêm một con panda ken ở phía trên xuống dưới.
Đó, cho vào đây để cho nó ăn. Con này con cấp 1 và mình sẽ cho nó ăn lên cấp 6 rưỡi đi. Cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6. Đục. Chúng ta đã đủ rồi. Tiếp theo thì Tira. Tira là con gì ta? Thì em sẽ tìm sau. Tiếp tục là sinh sản để ra Pandaken. Không phải Pandaken rồi. Repeat này. Bán thêm một con đấy đi. Ok. Và sau đó thì mình sẽ xuống dưới để cho Bronte ăn lên cấp. Bronte nó ở đâu nhỉ? Bronte nó là ở một cái chuồng mới rồi. Đây đây, Bronte đây. Mình hoàn toàn có thể xây thêm một cái chuồng Legend. Hiện tại thì mình cũng đang hết chuồng Legend rồi. Chúng ta xây thêm chuồng Legend mới nhá. Phía bên này xây để sẵn đấy cũng được. Legend mất khoảng 2,5m thôi. Tranh thủ xây luôn. Môi trường sống. Đây môi trường sống đây. Legendary 2,5m. Thêm một cái nữa. Nếu mà vẫn chưa có đất thì ta sẽ để tiết kiệm. Cho vào kia cũng được, cho vào trong hòm cũng được. Môi trường này môi trường đắt nhất. Không có môi trường nào đắt hơn được Legend rồi. Cái kia tính bằng K. Cái tính... Ôi chết rồi. Tí thì xây nhầm nha. Mình đang cần xây cái môi trường Legend thôi. 69 trên 88. Hết xây tiền rồi. Hết xây tiền luôn kìa. Bronte sẽ được cho lên cấp nào. Hiện tại đang là 69. Học thêm một chiêu gây ra hiệu ứng đây trong vòng 3 turn. Ở đây có stun trong một turn này. Hiệu ứng đây trong vòng 3 turn. Nhưng mà chỗ này ngon hơn này. Bỏ chơi đi. Có chiêu gì ngon hơn nữa không? Thì đang xem xét xem. Một chiêu gây ra hiệu ứng Dazer. Dazer thì mình có rồi. Mình không cần nó nữa. Đam mình rất là to. Mình sẽ lên cấp 100 được không thì cho vào đấu trường đánh nhau luôn. Vẫn là cái Dazer. Sao cùi bắp vậy nhỉ? Không có chiêu thức gì mới à? Chúng ta vẫn có chiêu đây thôi. À, đùa nhau. Một hiệu ứng tạo ra cái siêu. Và mình đã có siêu big siêu cơ, chứ không phải siêu thường nữa. Mình cần cái big siêu hơn. Gây ra đam hệ đất, cái này cũng đam hệ đất. Tạo ra một cái lớp siêu 30% siêu đây. Cái này tạo ra một cái lớp siêu là 50% siêu cơ. Chắc sẽ lên được cấp... hết xây thức ăn rồi. Trời, còn một cục nữa thôi là mình sẽ đủ lên được cấp. Ok. Con này à, con này bây giờ là 93 rồi. Trang bị runner thì... cũng chẳng có runner nào xịn cả. Trang bị runner cấp 3 cho nó đi. Trang cấp 3 đi. Để sau này gỡ ra cho nó dễ. Cái team này, cái trang cấp 3 này. Trang bị luôn. Cho một chút công vào, 27k máu. Bronte. Gì đây? Hello. Có sell Pridagelum không? Nào, chúng ta sẽ vào tiếp tục là tập trung đối đầu ở trong cái phần team war, kiếm thêm điểm để mua con Teti nha. Hôm qua đã mình đã thấy nó rồi và mình sẽ quyết định là mua nó. Dù nó có hơi lạc hậu một chút nhưng mà mua về để lúc nào đó có dịp thì sẽ đánh hệ đất, hệ bóng tối và một con hệ nước đánh được. Yes. Kiếm con nào yếu yếu ở phía dưới cùng rồi này anh em. Hình như cái này vừa mở ra đúng không? Ui. Anh em có để cái tiếng gì ra? Mình có để tiếng gì không? Sao nó lag nhỉ? À đúng rồi, mình đang up cái Pixelmon lên channel sau cái kinh. Thì anh em nào thích những cái series về Pixelmon có thể sang bên đấy nha. Và sắp tới thì mình sẽ làm thêm mini world, thêm Roblox bên trên cái channel đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái team. Ủa ơi, đây khỏe thế. 12 thôi. Ấy chà chà, đánh nhau luôn đi. Mình không ngán cái team này lắm. Mình cần một con bóng tối nữa thôi là được. Một con hệ đất, một con bóng tối và một con hệ nước. Hệ nước mình có rồi. Wow. Con này ta sẽ thay đổi đi. Brutogo, có Auros, có Bronte. Đánh con gì đây? Brutogo hay là đánh Chiplop? Chiplop khả năng stun rất là tốt.
Ở đây thì mình sẽ dùng con Razor Razu. Đây, con này đi. Con này thì chúng ta sẽ dùng Frostbite. Nào, vào chiến đấu đi. Tốc độ không hề thua kém đâu. Ồ, tốc độ nhanh thế. Không có gì nhiều. Quicksand. Thế thôi đúng không? Khả năng như thế thì nó sẽ chết thôi. Không thể nào làm gì được. Mình sẽ đóng băng ôn này. Fraser, con này đóng băng không? Không không. Con này cũng không kháng đâu. Rồi. Chiêu thứ hai luôn. Fraser. Xịt một con à? Đậu xanh rau muống. Outer Impact chết luôn này. Rất chuẩn. Phải nói là rất chuẩn. Phải nói như vậy. Chip Lop. Bây giờ bắt đầu là sọc bọn bất kỳ con nào cũng được. Con này đi. Một chiêu này stun thêm một turn nữa. Đứng nguyên đấy. Rồi mình sẽ cho nó hết sạch năng lượng và đóng băng thêm lần hai. Đáng sợ nhưng mà mình cũng gần chết rồi anh em. Ác mộng lên. Đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết. Chip Drop sẽ cần phải giết con này luôn. Trước khi là con kia sẽ bị trừ máu, Quicksand mà chết. Yeah, hay lắm. Đã có một trận thắng rất tốt ở đây rồi. Wow. Mình có đánh thêm được một trận nữa không nhở? Có không nhở? Crap rồi. Gì đây? Crap rồi, làm sao bây giờ? Con gì đổi nhỉ? Đổi xeo Dust Aura này. Dust Aura. Chúng ta sẽ đánh thêm một trận nữa nhờ. Mình sẽ tìm xem một trận nó vừa sức với mình như thế này chắc là được. Có Bronte. Có băng mình có cái có Kryotan, mình có Kryotan. Có Razu. Có thêm một số con nữa. Đổi team này. Vitua. Có Brotogo, có Auros. Có Vitua, đổi Vitua sang. Đam rất là lớn. Nissan Pet khả năng khống chế rất là tốt. Kryotan. Được, đây là một team tạm thời thì đã tốc độ rất nhanh. Nếu mà so sánh tốc độ thì chẳng thua ai. Ô, vẫn thua kìa. Thôi xong rồi, vừa Possessor và vừa Fraser. Trận này chắc là đài rồi anh em. Trận này chắc là mình đài rồi. Xác định luôn. Quái vật, cái con này là quái vật này. Thôi xong. Ít ra mình có thể là thủ được trụ được trong vòng một vài phát nữa. Nó hôn môi. Confusion. Thử đánh đi. Phải chuyên đóng băng và cả khống chế luôn thì chịu rồi. Nó tăng lên là triple dam đấy. Vấn đề là mình chẳng có đấy chiêu gì nữa rồi. Skadi đi. Hồi năng lượng cái. Nói khỏe quá. Phải nói khỏe quá. Dã man. Dã man con ngàn luôn. Cái con này khỏe nhỉ. Thôi đánh hộ tao cái đi. Mình có đếm được từ cái chết. Nhưng vấn đề là không kịp. Không kịp làm gì cả. Thôi mình sẽ thoát ra đi. Trận này không ăn được. Chắc chắn là như vậy rồi. Tin nó khỏe nhỉ. Cái con này là vừa Fraser, vừa điều khiển tâm trí. Điều khiển chơi quái được. Ai có Cell Prida Gelum không? Ai còn sale không cho mình cái cục sale đó với. Mình đang thiếu còn thiếu 23 cục nữa thôi. Ok, nếu mà không có sale thì mình sẽ lại tiếp tục là chơi trong phần Adventure Map đi. Adventure Map thôi. Và chúng ta sẽ đợi một chút. Chúng ta đang vào trong cái này và mình sẽ đánh nhau với một con trâu bốn sừng à. Con trâu bị cắm sừng này. Rất là giống luôn. Thì chúng ta sẽ chọn lựa một cái team để có thể đánh được trong này. Và mình đã có team rồi. Mình sẽ cho Brote vào. Mình sẽ thay thằng siêu sấm sét đi. Siêu sấm sét thì không thích lắm. Tạm thời mình sẽ thay thổi nó một chút. Bỏ thằng này ra. Và cho Brote. Đâu ạ?
Bronte cấp 93. Chiều nay sẽ lên được cấp 100 thôi. Wow. Ô nhầm rồi. Cho anh nhầm rồi. 34.000. Thêm extra turn chứ. Khả năng extra turn chứ. Tốc độ chậm quá. Chơi đánh lan anh em ạ. Bọn này đánh lan. Thế thôi, nó chỉ đánh lan thôi, không có gì nhiều. Bây giờ chưa được đánh rồi đây. 50.000 vôn. Giờ sớm xét. Chúng ta trước cái con to nhất này trước này. Chặt đầu. Một nhát này, vào đây. Tiếp theo Static Shock, khả năng đánh lan. Giật điện lan. Giật 20.000 vôn để giết con đầu tiên. Hết năng lượng chưa? Hình như là chưa hết. Mình vẫn có thể dùng được cái Static Shock nữa. Giật set lan. 20.000 vôn. Con này nhiều năng lượng lắm. 10 triệu vôn. Người hùng tia chớp bay lên trời. Bay lên. Yeah. Đó. Wow. Bay qua đám mây, tạo cả sấm sét luôn và lao xuống tốc độ kinh hoàng. 10 triệu vôn đấy. Andrew thần sấm. Bronte khả năng stun lan. Big Shield. Mega stun 2 turn nhá. Choáng luôn. Đây khả năng stun. Dậm stun block. Đậu xanh rau muống. Mình quên mất là nó block được stun ạ. Mình quên không xem nó rồi. Bị stun lại rồi. Wow. Nó cũng gọi là thiên nhiên ra một đàn trâu. Ô, nó hút chết kìa. Trời ơi. Điều có chết không? Ui, chết một con rồi anh em. Chơi xong nát rồi. Dã man con ngan. Mega stun này thì không stun này em. Mày phải chết. Đã xong còn mega stun rồi, đứng nguyên đấy nha. Khỏi đánh nha em. Đập phát. Đập mày phát này 8k. Bronte sức mạnh đáng sợ luôn. Yes. Và chúng ta chỉ được mình có thêm 7 game này. Bây giờ đi cái này được rất nhiều game luôn. Rất là ngon. Ok, chúng ta sẽ được thêm một trận nữa. Và mình còn 3 trận nữa sẽ tiến tới cái phía đỉnh. Đỉnh của tòa tháp. Mình sẽ bỏ con người hùng tia chớp ra là chuẩn. Để lấy cái con mình rất thích. Đây, đó, chia con này. Vào nào, anh em, lên. Hoàng tử ếch. Hoàng tử châu. Hoàng tử. Hoàng tử ba mắt. Mình có khả năng ấy mà. Mình có khả năng thêm extra turn mà. Rồi. Đó. Mình có khả năng stun luôn hai con này. Phải nói đậu xanh rau muống. Không bị stun à? Thế tập trung vào cái con thỏ cuối cùng. Epic quest. Và thịt nữa thôi. Xong. Yes. 35% đam. Xong. Chết. Chưa có thỏ. Chiêu tiếp theo là mình sẽ hồi được Epic Quest anh em. Ok, sẽ đánh con này luôn. Epic Quest vì con này không bị stun. Vào đây. 5% đam hồi rồi đấy. Chết luôn. Xong. Rồi. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Tốc độ cực nhanh. Đánh cho bọn nó không kịp tỉnh thì thôi. Con thỏ này không kịp tỉnh này mà sẽ chết rồi đây thôi. Mega stun. Dậm. Ô. Không trúng này. Một đống các phụ kiện. Bộ ba mới nhất của mình hiện tại. Ba con Hero Legend mới nhất của mình. Mình đánh khá hay. Cái team này khá hay và mình bây giờ khá là thích cái team mới. Tại vì cái team cũ đánh quá nhiều rồi, thấy chán rồi. Chúng ta phải có những cái cách kết hợp những cái team mới vào với nhau. Chúng ta sẽ có thêm, đó chính là Runner. Một cái máu cho dành cho team. Tiếp tục là lên phía trên cửa này à. Đây phía trên. Tiếp sẽ lại con boss ở kia. Khi mình đã có đủ team rồi. Con này mạnh hơn hùng tia chớp một chút. Cảm giác như mình như vậy. Stun. Đậu xanh rau muống. Nó không bị stun ạ. Cuối cùng muốn bị chứ. Epic quest. Con này là legend này. 33k máu. Dồn đam nào. Sao. Chết mày.
một phát nữa, hai phát và mình sẽ hồi epic quest ngay bây giờ đây. Không biết là có kịp đuổi giết con này không. Epic quest nó bị poison rồi, vẫn đủ năng lượng chứ, vẫn đủ thêm một phát nữa chứ nhỉ, chắc là vậy, vẫn đủ. Yeah, hay lắm, thêm năng lượng vào nữa thì quá ngon, thêm năng lượng, thêm đam khỏe, speed tốt đó thì rất là ngon. Ok thì mình sẽ vã thôi, khỏi cần tỉnh dậy làm kỳ cái hướng đây trong vòng 3 turn này, rất là khó chịu, chết luôn. Đồ chơi vào đầu. Yeah, chúng ta được thêm là 2 sao và mình sẽ x cái này đi. Rồi chúng ta sẽ dành thêm một số phần thưởng nữa, có thể sẽ là game, mình hy vọng sẽ là game. Dạo này mình rất thích đánh cái đi cái phần Adventure Map vì nó rất là nhiều game trong đấy. Một mờ, wow, 3 cục vàng luôn. Có tặng game không em? Không nhỉ. Mới lần tặng game. Oh, có một con apple kìa. Con apple. Quả táo. Nó kháng stun không? Kháng burning thôi. Vã thôi. Stun. Mày như này. Chứ đầu tiên cũng có stun đúng không? Stun. Hai con rồi. Bây giờ tập trung đánh con này thôi anh em. Epic quest. Green apple. Oh, mình còn tuyệt chiêu nữa kìa. Wow. Có thể là 3 con nó sẽ phải đi đời nhà ma luôn. 45% đam. Chết một con. Đãi không nên, không nên. Mình đã nên để hồi chiêu này hơn. Apple 12.000 để nguyên đấy. Bây giờ sẽ là đánh vào con này. Con này trước này. Giảm máu nó xuống trước đi. Như thế này trước. Và thêm một chiêu cho con này nữa. Để nó giảm máu. Sau khi hết sạch năng lượng thì chúng ta sẽ có tuyệt chiêu để kết thúc trận chiến này. Quá hay. Mình rất thích con hoàng tử X rồi đấy. Yes. Tuyệt vời. Và ok, chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Monster Legend. Bye bye. Ok.